First of all, to our dear brothers and sisters in Christ. Kính chào tất cả các anh em trong Chúa. I send you greetings from my family in Malaysia. Tôi xin trân trọng gửi lời chào từ gia đình của tôi ở Malaysia đến toàn bộ quý vị. Also from my church, Presbyterian Church in Malaysia. Tôi cũng xin gửi lời chào từ hội thánh từ Malaysia của tôi. And also from United Bible Society. Tôi cũng đặc biệt gửi lời chào đại diện cho Thánh Kinh Hội ở toàn cầu. Today we are very grateful and privileged to attend this important celebration. Hôm nay đây là một đặc ân và vinh dự của tôi khi được tham dự chương trình lễ cung hiến Kinh Thánh ở tại đây. This is considered a milestone for the Bunong Church. Tôi có thể nói rằng đây là một cái bước ngoặt của Hội Thánh Bunong. Because God has been very graceful to give you His word in the language that you are familiar. Bởi vì tôi tin rằng Chúa đã rất ân điển khi cho chúng ta có được Kinh Thánh ở trong tiếng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. A language that you speak as your mother tongue. Là ngôn ngữ mà chúng ta vẫn thường ngày sử dụng, gần gũi với tấm lòng của chúng ta. Language is the soul of a race. Chúng ta biết ngôn ngữ là linh hồn của một cái dân tộc. I come from Malaysia and in my world I speak three different languages. Tôi đến từ Malaysia và ở trong thế giới nhỏ bé của tôi thì tôi nói ba ngôn ngữ. I speak English, Malay and Chinese. Tôi nói tiếng Anh, tiếng Malay và tiếng Hoa. I speak English when I travel abroad, when I meet my colleagues. Khi mà tôi làm việc với anh em trên toàn cầu thì tôi nói tiếng Anh. I speak Malay when I go to a government department because that is the official language of Malaysia. Khi tôi làm việc với lại chính quyền ở tại Malaysia thì tôi sẽ dùng ngôn ngữ Malay. But at home, I speak Mandarin Chinese with my wife and my son. Nhưng mà trong cuộc sống thường ngày ở tại nhà thì tôi nói tiếng Trung Quốc, tiếng Quan thoại. Why is it so? Tại sao tôi phải nói ba thứ tiếng như vậy? Because this language is the language of my soul. Tại vì tiếng Trung Quốc Quan thoại là tiếng mẹ đẻ của tôi, cho nên tôi dùng nó để trao đổi với gia đình của mình. I can read Thi Thiên Psalms in three languages. Tôi có thể đọc tiếng Thi Thiên trong ba ngôn ngữ. Not Vietnamese, of course. Tất nhiên là tôi không English, đọc được tiếng Malay Việt rồi. And Chinese. Đó là tiếng Anh, Malay và Chinese. But if you ask me which language speaks to my soul, to my heart. Nhưng mà nếu quý vị nói rằng ngôn ngữ nào nói với tấm lòng của tôi, gần gũi với tôi nhất, it is my own language, the Mandarin Chinese. Thì đó là tiếng Hoa Quan thoại. I believe this not doesn't just apply to me, but to you whose mother tongue is Vietnamese and to some others who are Bunong. Tôi tin rằng không chỉ có mình tôi phải đối diện với cái tình trạng là ngôn ngữ mẹ đẻ của mình, nhưng mà quý vị ở đây, những người Kinh, những người Mnong đều đang cảm thấy giống như tôi. What is the use of a language? Ngôn ngữ, ích lợi của ngôn ngữ đó là gì? Language assists for communication. Giúp chúng ta giao tiếp. When we first open the Bible, the first three words tells us something about a God, our God who created the whole world. Khi chúng ta mở Kinh Thánh ra, thì những câu đầu tiên của Kinh Thánh giới thiệu cho chúng ta rằng Chúa là Đức Chúa Trời, Đấng đã tạo dựng nên thế giới này. These first three verses, Genesis 1 to 3, can be understood and interpreted in three ways. Với ba câu của Sáng Thế Ký đoạn 1 từ câu 1 tới câu 3 cho chúng ta, nhấn mạnh cho chúng ta biết về ba điều. The traditional ways tell, these three words tell us about who created the heavens and earth. Và theo truyền thống thì ba câu này cho chúng ta biết đó là ai đã là Đấng đã tạo dựng nên trời và đất. And in some of the English former translation, it tells us the process of how God created the heaven and earth. Và có một cách giải nghĩa khác, đó là đoạn ba câu Kinh Thánh này nói về cái quá trình mà Đức Chúa Trời đã dựng nên tạo vật của Ngài. But there is a third way that is in the Jewish Bible translation.
Nhưng mà còn có một cách giải nghĩa khác theo cách truyền thống của người Do Thái. The emphasis of the first three words lies in the third words. Đó là điều quan trọng nó nằm ở câu thứ ba. Or I would read it in the way the Jewish would translate the Bible. Tôi sẽ đọc cho quý vị theo cách mà người Do Thái đã đọc Kinh Thánh. In the beginning, when God created the heavens and earth, He said, He spoke, let there be light, and there was light. Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất và Ngài phán rằng hãy có sự sáng thì có sự sáng. And the verse 2 become the parenthesis of the three words here. Và câu thứ hai ở giữa của hai câu Kinh Thánh đó là đoạn nối giữa hai câu. So in this way when we read the scripture, the first activity in God's creation is that He utters His powerful words. Và cái câu đầu tiên cho chúng ta thấy cái quá trình mà Đức Chúa Trời dựng nên trời đất bằng năng quyền của Ngài. In fact, dear friends, God in the Bible is the God who likes to communicate. Và chúng ta thấy rõ ràng khi Chúa phán, chúng ta thấy Kinh Thánh nói Chúa phán, và điều đó nói rằng Chúa muốn giao tiếp với lại mọi muôn vật của Ngài. The whole Bible is actually the record of what God speak and also the testimony of the power of His words. Cả Kinh Thánh cho chúng ta biết đó là toàn bộ Kinh Thánh ghi lại Đức Chúa Trời phán rất là nhiều lần, và điều đó muốn thể hiện Chúa luôn liên tục là Đức Chúa Trời của sự giao tiếp. But recently I think about Genesis chapter 1:1-3 again. Recently I think about gần đây that. Tôi suy gẫm lại cái đoạn Kinh Thánh này. And a question come to me is that when God speak, when God spoke, let there be light. Và cái điều mà làm cho tôi được cảm động đó là khi Chúa phán hãy có sự sáng thì có sự sáng. My question is to whom did He speak? Và câu hỏi của tôi đó là Ngài phán hãy có sự sáng với ai? Nothing was there before the creations. Lúc đó chúng ta biết rằng không có một cái điều gì, không có một cái tạo vật gì cả lúc đấy. It can only be that God spoke to Himself. Có thể là Chúa đang nói, tự mình nói với Ngài. And when He speak to Himself, He was in fact commanding light, the non-existent being, to appear. Thực sự khi Ngài phán, thì Ngài phán với chính Ngài, và Ngài đang ra lệnh để rồi tất cả những điều gì chưa hiện hữu có thể hiện hữu. It's like your Bunong translation, let light come into being. Giống như Ngài phán đối với bản Kinh Thánh tiếng Bunong đó là hãy để cho bản Kinh Thánh này được dịch ra. And the scripture say it come into being. Và giống như lời Chúa nói rằng hãy có sự sáng thì liền có sự sáng. But this is very meaningful when we think about Bible translation. Điều này rất có ý nghĩa với tôi khi chúng ta áp dụng ở trong việc dịch Kinh Thánh. The Bunong Bible was not there until God spoke. Lời của Chúa trong Kinh Thánh Bunong đã không xuất hiện cho đến khi Chúa phán. In our case, God spoke to the Bunong Church, let there be a Bunong Bible. Và khi mà quyển Kinh Thánh có mà ở đây thì điều đó Chúa muốn phán rằng hãy để cho Hội Thánh Bunong có Kinh Thánh Bunong. And here it is before our eyes. Bunong Bible was there. Và nó trở nên hiện hữu với chúng ta ngày hôm nay. And God spoke to the Bible Society, let there be a Bunong Bible. Và Chúa cũng phán với Thánh Kinh Hội, đó là hãy cho người Mânông có Kinh Thánh tiếng Mânông. And there is the Bunong Bible. Và rồi Thánh Kinh Hội sẽ phải vâng lời Chúa để có giúp đỡ để hình thành quyển Kinh Thánh Mânông. Since we believe that language comes from God. Chúng ta tin rằng ngôn ngữ đến từ Chúa, phải không ạ? It also carry the glory of God. Ngôn ngữ cũng mang đến cũng có sự vinh hiển của Chúa. The Hebrew word for glory is very meaningful. Cái từ glory, từ vinh hiển ở trong tiếng Hebrew rất là đẹp, rất là nhiều ý nghĩa. It means heavy or weight. It means beautiful. It means value. Từ vinh hiển ở trong tiếng Hebrew có nghĩa là sức nặng, hoặc là vẻ đẹp,
hoặc là giá trị. So we are asking, what is the beauty of your Bunong language? Và chúng ta sẽ đặt một câu hỏi, đó là vẻ đẹp của ngôn ngữ tiếng Mân-ông là gì? The first beauty of the Bunong language is that there is always a gender marker before any human personal name. Một trong những điều mà tôi tìm hiểu và tôi thấy đẹp ở trong tiếng ngôn ngữ Mân-ông đó là rất là đặc biệt, đó là có một cái gọi là chỉ định về giới tính ở trước cái how do you Bunong people address me, trước cái tên của một người nào đó. Ví dụ như khi mà với tên tôi thì quý vị sẽ đọc như thế nào, có chữ trước đó phải không ạ? You assess me as E Daniel, not Daniel. Quý vị sẽ nói là ông Daniel phải không ạ? And my translator being a female, you will call her Esther. Còn với cô ở đứng ở bên cạnh tôi, cô phiên dịch, thì quý vị sẽ gọi là cô Esther phải không ạ? So who is speaking to you is E Daniel and her Esther. Cho nên chúng ta sẽ có những cái từ để chỉ về giới tính đằng trước tên của chúng ta. So in the process of translation, one translator asked me, should I take away the Y and the H from Bunong language? Cho nên khi mà chúng tôi làm bản dịch này thì trong nhóm dịch có hỏi tôi rằng chúng ta có nên lấy ra khỏi cái chữ, cái tên của từng người trong Kinh Thánh, ra khỏi cái giới tính của họ không? I say no. Because if you take the Y and the H away from the Bunong, it's no longer Bunong language. Tôi nói là không, tại vì đây là tiếng Mân-ông của quý vị. Cho nên nếu quý vị đem không dùng cái chữ W, but there is one exception. Chữ Y ở trong tên của quý vị thì đó không còn là tiếng Mân-ông nữa. But there is one exception. Nhưng mà chỉ có một trường hợp đặc biệt là không có giới tính. That is to our Lord Jesus Christ. Đó là Chúa của chúng ta. You don't put Y in front. Quý vị sẽ không thấy ông hay bà ở trong tên của Chúa trong Kinh Thánh Mân-ông. Because you respect him as the Lord of your life. Bởi vì chúng ta tôn trọng Ngài là đấng chủ tể và là đấng hình thành nên tất cả chúng ta. I think that is the beauty of Bunong translation. Và đó là vẻ đẹp của tiếng Mân-ông đối với tôi. Dear Bunong brothers and sisters, today when this Bunong Bible appear before your eyes. Thưa anh chị em hội thánh Mân-ông, ngày hôm nay khi quyển Kinh Thánh Mân-ông có mặt ở đây trước mắt quý vị. It is God who want to speak to you as I say. Tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa, đây là lời Chúa muốn đem đến cho quý vị. We read in John 3:16, for God so loved the world. Ở trong Giăng đoạn 3 câu 16 nói rằng vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. In the same love that given to other races, God loves the Bunong people as much as he loves others. Và trong tình yêu đó, Chúa nói rằng Chúa yêu hội thánh, Chúa yêu người Mân-ông giống như Chúa yêu tất cả những dân tộc khác. So the Bible can be seen as a love letter written from God to all of us. Và đây là lá thư tình mà Chúa muốn gửi đến hội thánh của Chúa. When we dedicate this Bible today, khi chúng ta cung hiến bản Kinh Thánh Mân-ông ngày hôm nay, at the same time we are asking God to use this Bible to communicate his love to the Bunong people. Chúng ta sẽ cầu nguyện để rồi Chúa sẽ phán về tình yêu của Ngài cho dân tộc Mân-ông. So that many Bunong people will know the true God who created the heavens and earth. Để rồi người Mân-ông chúng ta sẽ biết được tình yêu của đấng đã dựng nên trời và đất dành cho mình. Traditionally, the Mân-ông people deep believe in divine beings. Về mặt truyền thống thì ở trong tôn giáo truyền thống thì người Mân-ông đã tin vào cũng có tin vào thần thánh. But they limit the blessing of him to the harvest of crops and grain. Nhưng mà chúng ta chỉ tin vào việc là thần thánh sẽ chúc phước cho mùa màng của chúng ta mà thôi. Reading through this Bible, we know that God is more than just a God who will bless you with the land yield. Nhưng mà chúng ta khi đọc Kinh Thánh, chúng ta sẽ thấy rằng Chúa của chúng ta là một Đức Chúa Trời hơn như vậy nữa. Ngài chúc phước cho chúng ta vụ mùa bội thu. He wants to bless you
we more harvest of Bunong people. Ngài không chỉ chúc phước về phần thuộc thể của chúng ta, nhưng Ngài còn muốn chúc phước về phần thuộc linh của chúng ta. Ngài muốn cho chúng ta có nhiều hơn nữa người mình ông tin nhận Chúa. As Jesus told his first disciple to be the fishers of men. Giống như Chúa Giê-xu đã từng nói với các môn đồ của Ngài rằng Ngài sẽ khiến họ trở nên tay đánh lưới người. He is now speaking to the Bunong people in your presence that he wants you to be the harvester of the Bunong field. Và ngày hôm nay lời đó cũng đến với tất cả những con cái Chúa là người Mennon, đó là Chúa kêu gọi chúng ta trở nên những người con gặt ở trong mùa của Chúa, ở trong đồng lúa của Chúa. The gift of the Bunong Bible is there to empower you to achieve this goal. Và món quà này là để cho hội thánh Mennon, cho người tín hữu Mennon có thể đạt được sự kêu gọi mà Chúa đã dành cho quý vị. Finally, to our partners who is involved in this Bible Bunong translation. Và chúng tôi cũng gửi lời cảm ơn đến người đối tác của chúng tôi. I want to introduce you to you, Grant, Ruth, and Richard. They are all from Bible Society of Australia. Can I ask them to stand up? Yeah. Chúng tôi cũng trân trọng giới thiệu đối tác của chúng tôi, những người đã hỗ trợ cho vấn đề dịch kinh thánh, đó là Thánh Kinh Hội Úc. I believe the Bunong Church and the Bunong people have so much to thank you for the support of this project. Tôi tin rằng tất cả chúng ta đều biết ơn Chúa và biết ơn Chúa đã dùng những con người này để hỗ trợ cho chúng ta để hoàn thành bản kinh dịch này. And thank you for your presence to celebrate with the Bunong people today. Và cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý vị, quý quan khách, các cấp chính quyền đã đến và tham dự với chúng tôi ngày hôm nay. A Bible appear before all of us tells us of the generosity of the supporters. Kinh thánh có mặt chúng ta ngày hôm nay cũng cho chúng ta biết đó là những cái sự đóng góp rộng rãi của tất cả quý con cái Chúa, các tổ chức. Also the hard work of the translation team. Và đặc biệt là cái công khó của nhóm dịch Mennon. Mục sư Igron, Ida, Iku. Mục sư Igron, mục sư Igron, mục sư Iku, mục sư Idan, mục sư Okay. And also the hard work of the Bible Society of Vietnam, especially the typesetting team led by Mr. Tham, Mr. Lê Kha Tham. Cũng không thiếu công khó của Thánh Kinh Hội Việt Nam, nhóm đã giúp đỡ cho việc in ấn Kinh Thánh dàn trang như thế này. But the Bible translated will be no use if the Bunong people do not read it. Nhưng như lời Chúa đã phán qua mục sư Phan Vĩnh Cự, đó là Kinh Thánh sẽ trở nên vô dụng nếu chúng ta không đọc và làm theo lời Chúa. So it is time for you to start to read the Bunong Bible. Cho nên không còn có lý do nào để quý vị nói rằng tôi không đọc Kinh Thánh vì tôi không hiểu và tôi không biết đọc. Nhưng xin hãy đọc Kinh Thánh trong tiếng Mennon của mình. A Bible translated is not the end of God's work, but is a new beginning of God's work. Và lời của Chúa không phải là kết thúc chương trình của chúng ta, nhưng mà đây là mở đầu để chúng ta đọc lời của Chúa. I pray and I hope that as you continue to witness this joyful occasion today, may God continue to work in your heart to set up the frame of your heart to love the Bible. Và tôi cầu nguyện cũng như chúc cho quý vị, những người chứng kiến sự vinh hiển của Chúa ngày hôm nay, chứng kiến lời của Chúa đến với hội thánh chúng ta ngày hôm nay, đó là nguyện lời của Chúa tiếp tục hành động ở trong đời sống của quý vị để làm dứt dấy lên ngọn lửa của sự yêu mến lời của Đức Chúa Trời trong đời sống của con dân Chúa. To God be the glory. Nguyện Chúa được vinh hiển. And may He receive our praise. Và nguyện Chúa nhận lấy tất cả mọi sự ngợi khen và tôn trọng từ mỗi chúng ta. Shall I ask all of you to stand? Because I have a portion that I want God to speak to you in Bunong.
of the Ten Commandments that he gave to Israel. Và tôi xin trân trọng kính mời tất cả quý vị cùng đứng lên vì tôi có một đoạn kinh thánh đó là về luật của Chúa dành cho quý vị. Chúng ta sẽ nghe luật của Chúa trong 10 điều răn trong tiếng Mà Nông. Tôi xin mời có thể mở phân đoạn. The reading of Bunong Old Testament. Exodus 20 verse 1 to 17. The Ten Commandments. Nok nai rak du lak lak la roj nau au. Kup ching jiu va rak du khan mai. Nam hok luk ji khan mai ta pus gor Egypt. Ta pus vul tik pu. Ta nap mat kup mai lai ta ke rak eng o. Mai lai bư mà mai nam tum lâm rup tênh rup lẽ bạc là tầm trộp. Mô lắc ta nè tù, mô lắc tầm tét tầm từng nè. Mai lai chon mon ta rup này, mô lắc dướp bác mà khăn băng. Dô lắc cướp chiên diêu và bác đu mày, chiên bác đu lòng tôn. Bi lẽ ngôi núi tầm mọt mà cướp. Dô nào tí, cho dâu cướp. Mà tâm mà con sau khăn băng tắt ruộng tàu bè tàu quăng. Bia lá cướp mà ăn nào quá huynh tắt gần ruộng mà lé ngôi phùng rong cướp chỉ yốt rắp lẽ nào quay cướp tâm. Mày lại ngay lạp lưa ở mọc dư và bạc đu. Dô lá bạc dư và mô mà giúp ăn mua ngay lạp lưa ở mọc băng. Các kích hôm, nàr lô, ngày bư nàr lọ quát. Anh mày bư lê rôi can, mày tầm prao nàr. Bia lá, nàr bớt xin nàr lô prap mà dêu và prap đu mày. Tâm nàr này, mày phung con bụt lô, phung con bụt ur. Ông mòn bụt lô, ông mòn bụt ur. Bô ba mày rôm, chi ri bụ nách cụ tập vườn mày. Mô tươi bư tu nề lạc. Dô lá. Tầm prao nàr, brah brah dìu và họ thắc dìng trốp, nền tù, đẹp mốt, chi ri, lè rôi bà cụ tầm này, bia lá, bằng lù tầm nạt bật. Dù ri, brah dìu và ăn nào quét quên, mà nạt lù, chi ri bừ lọc quét nạt này. Dù hôm mà mẹ bữa mai, kè mà mai tươi cụ đi chốt, là nè, dìu và brah dù ăn mà mày. Mày lai ta thật bù. Mày lai ta vàng tờ, mày lai ta đông, mày lai ta ngài chát bừng hết mà phùng chào mèn mày nâng. Mày lai ta coi nghi phùng chào mèn mày, mô lát cười coi ốc mà ôr phù, mô lát. Ốc mòn bù lô, ốc mòn bù ôr, ruốc, sạc bì, mô lát áp mọc đưa chiến đưa phùng chào mèn mày. The end of reading, thank you. Mời mọi người cùng nói Amen ạ. Amen. Thank you. Xin cảm ơn.